Thưa bác sĩ Cùng, thế thì có cái biện pháp nào để giảm tối đa nhất về cái thoái hóa khớp không ạ? Vâng, mình làm sao phòng bệnh mới là quan trọng. Mà phòng bệnh là phòng bệnh chủ động. Mà chủ động ấy là chính do bản thân mình thực hiện. Đấy, cái là nói ngắn thế thôi, nhưng mà nó là cả một cái chính kiến của thế giới đấy. Lúc nay ta cứ tưởng, nghĩ là mình cứ đi làm, mình cứ đi hát, mình cứ đi biểu diễn, rồi đến lúc nào mà không đi được thì mình đến ông Cổng, đến mình bà Hoa. Sai lầm lắm, mà phải chính mình thực hiện. Thì cái biện pháp thứ nhất là ăn uống. Các bạn bây giờ phải ăn uống theo cái cách mà người ta, cả cái nhà dinh dưỡng học người ta khuyến cáo. Các cái chất đường, chất mỡ, chất đạm, các cái rau cỏ vân vân phải cân đối. Cái thứ hai là phải luyện tập, phải vận động. Nhưng mà luyện tập vận động phải đúng cách, đúng kiểu. Cái thứ ba là mình chủ động sử dụng những cái sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược để mà phòng ngừa.